Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người một dung dịch vệ sinh đế giày rất đơn giản và sạch sẽ. Cái này mình cũng vừa tình cờ phát hiện ra thôi. Đấy, nếu như mọi người mà theo dõi mình lâu thì chắc cũng biết có cái video mà mình tự tay vệ sinh giày cũ ấy. Thì mình đã thử dùng một số loại dung dịch rồi, thế nhưng mà giày nó không được sạch như ý muốn. Đây là những cái loại dung dịch mà trước mình dùng. Đợt này đang bị Covid mọi người ạ, bị được mấy hôm rồi lại bị sụt mất 1-2 cân, giờ mình còn chắc tầm 5-3 cân thôi. Đây là cái dung dịch mà trước mình dùng. Đây, cái này là nước giặt giày cao cấp, đây của Nhật đây. Thế nhưng mà mình giặt thì nó không được sạch kỹ, nó cũng có sạch ấy mà không được sạch kỹ thôi. Cái này mình mua cũng rẻ thôi, cũng mấy chục nghìn đấy. Còn cái loại mình hay dùng đây, cái này mình dùng để vệ sinh những cái vết bẩn bình thường, thích hợp cho dùng giày vải, giày thể thao. Cái này thì cũng mua mấy chục thôi. Thành phần của cái này mình thấy rất giống nước rửa bát. Nếu mà mọi người không có dung dịch vệ sinh giày thì mọi người có thể dùng nước rửa bát pha với cả cồn để có thể vệ sinh được đôi giày của mình. Tuy nhiên thì cái đấy thì cũng chỉ làm sạch một số vết bẩn đơn giản thôi, còn những vết bẩn khó thì cần phải dung dịch khác. Đây thì đây là cái đôi giày mà từ cái đợt mà mình tự tay vệ sinh thì nó vẫn còn bẩn này. Mình vệ sinh bằng rất nhiều cách rồi đấy, mọi người nhìn thấy cái đế nó, cái đế của nó thì không được trắng tinh. Hôm nay mà mình nói hơi khó thì có gì mọi người thông cảm nhé, bị Covid đau họng lắm. Đấy, mọi người nhìn thấy không, nó cứ cấn cấn bẩn này. Đấy, nó không được trắng tinh ấy. Đấy, đây này, mọi người nhìn thì đơn giản, thế nhưng mà cái vết này mình xử lý mấy lần rồi không sạch được, rất khó để sạch. Đấy, dùng đủ dung dịch luôn. Thế nhưng mà sáng hôm nay tình cờ thì mới phát hiện ra cái dung, mới dùng thử dung dịch này và kết quả thì sạch thật mọi người ạ, rất nhanh, quẹt một phát xong rồi cọ mấy đường thôi là nó đã sạch bong rồi. Đây này, chiếc còn lại thì mình đã dùng dung dịch đó. Đấy, mọi người trông sạch không? Sợi không khác gì chuyên nghiệp luôn. Và cái dung dịch mình dùng đây, đây này, cái này là Vim, dùng để tẩy rửa bồn cầu ấy. Mình thấy cái này tẩy rất mạnh nên mình đã nảy ra ý định dùng nó để vệ sinh giày. Và cái phần mình vệ sinh ở đây chỉ là phần đế giày thôi. Đây này, nó làm rất sạch luôn và rất dễ kiếm. Mình làm xong mình thấy sạch mình cũng bất ngờ, thế nên mình làm video cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ làm mẫu cái chiếc còn lại nhé. Đây, mọi người có thể thấy những cái vết cận bẩn này. Những cái vết bẩn này là do lâu ngày không được vệ sinh, thế nên nó vít vào. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Nó cận cận này. Cách dùng thì vô cùng đơn giản thôi. Mọi người cứ lấy dung dịch gọi là Vim đi, cái Vim đổ ra bàn chải. Đấy, sau đó thì trà lên giày thôi. Đối với làm sạch này thì mình nên khuyến cáo mọi người làm sạch phần đế cứng thôi, còn phần trên thì chất liệu ra thì có thể làm sạch được, trừ cái phần làm bằng vải là da lộn ra. Đây, ví dụ da như đôi này thì còn có thể vệ sinh được bằng cái dung dịch này, còn dùng với cả vải cả da lộn thì mình sợ nó ảnh hưởng đến chất liệu ấy. Đây này, mình cọ luôn cả đôi, cọ rất dễ. Đây là một trong những cái đôi mà mình đang giảm giá, mức giá của nó chỉ có 350 thôi. Đấy, với cách vệ sinh như thế này thì mọi người hoàn toàn có thể làm sạch đôi giày của chính mình mà không cần phải đem đi đâu cả. Khuyến cáo mọi người dùng với những cái đôi giày có chất liệu như thế này nhé, ví dụ như đế của Air Force 1 này, đế nó không có màu mè sơn gì ấy thì nên dùng cái này. Còn nếu có hình vẽ rồi sơn rồi thì mình sợ dùng cái này nó tẩy mạnh quá làm cho lớp sơn bị hóc hóc.
chứ còn vệ sinh da. Đây, để mình rửa đi, như thế cũng được ấy. À, phần mũi này. Trước thì mình cũng có làm vệ sinh giày, thế nhưng một thời gian thì thấy làm vất vả quá, với cả tốn thời gian nữa, nên mình cũng nghỉ. Đây này, nó chưa được sạch lắm thì mình sẽ cọ lần hai cho sạch tinh luôn. Thôi mình dùng cái bàn chải này đi, cọ góc nó dễ. Những cái chỗ mà được cọ thì nó sẽ sạch thôi, còn những chỗ mà nó không được cọ thì nó cũng vẫn được. Mình có cọ một chút lên phần da thôi mà đã thấy phần da trắng tinh rồi. Đôi này thì nó bị hở keo một chút thì tí nữa mình sẽ sáng lại keo đúng không? Xong rồi gửi cho khách. Đối với đôi giảm giá thì lỗi của nó sẽ nhiều hơn một chút nhé. Tuy nhiên thì mình vẫn cố gắng làm cho nó đẹp nhất có thể. Chứ mà đẹp bằng như này tiếp đến tay người ta, người ta lại bảo được xe cúp hay hoàn về. Đây như là đã ổn đấy. Đây cho mọi người xem thành quả. Đây không khác gì như mới luôn. Rồi. Đấy mọi người nhìn thấy không? Trắng tinh. Đấy. Nó vẫn còn bẩn một chút là do là mình chưa cọ đến cái chỗ đấy thôi. Chứ nếu mà cọ qua thì kiểu gì nó cũng trắng tinh. Đây này. Tiêu biểu như cái chỗ này. Đấy nó trắng tinh luôn. Uầy. Để mình làm thử đối với phần da cho mọi người xem nhá. Đây cho mọi người xem thành quả một vòng này. Đó. Với dung dịch phim mình có thể làm sạch đế giày vô cùng đơn giản. Khuyến cáo mọi người dùng với những loại đế mà như thế này thôi nhé. Chứ còn loại đế khác thì mình chưa thử nên không biết được. Cái này nó cũng phải là dung dịch vệ sinh giày chuyên dụng. Nhưng mà mình thấy cái hiệu quả của nó thì rất ok. Còn đối với phần trên thì mọi người nên dùng với chất liệu da như đôi này thôi. Video này mình bật mí cho mọi người một cách vệ sinh giày đơn giản với dung dịch dễ kiếm. Dung dịch này thì chắc nhà nào cũng có rồi. Hẹn mọi người vào những video lần sau nhé. Nếu mọi người mà ưng đôi giày nào thì mọi người có thể liên hệ đến kênh Shopee. Mình sẽ để link ở phần bình luận cho mọi người. Mình đã đăng giá này, size. Và nếu mọi người xem ảnh ở trên Shopee thấy mờ thì có thể liên hệ đến số Zalo 0964669910 để được mua giày và tư vấn thêm nhé. Mình sẽ gửi ảnh qua Zalo cho nét cho mọi người. À mọi người mà vệ sinh giày thì nhớ đeo găng tay nhé. Đây này, tiếp xúc nhiều với cả chất tẩy rửa thì tay mình nó bị rít rít này. Đấy. Ok, hẹn mọi người ở video lần sau.